Xin chào các đồng chí và các bạn. Rất vui được gặp lại các đồng chí và các bạn trong chương trình Nhận diện của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị không ngừng rêu rao xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội. Chúng giảo biện rằng chủ nghĩa Marx Lenin đã lỗi thời, không phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa Marx đang tiếp tục được truyền bá và có sức lan tỏa ngày càng rộng rãi. Tinh thần khoa học và cách mạng của Marx vẫn tỏa sáng ngay ở các nước tư bản chủ nghĩa. Dù thực tiễn luôn vận động, biến đổi và các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhưng bản chất cách mạng, khoa học là điều không thể phủ nhận, tạo nên giá trị, sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của đất nước là cơ sở khoa học, nhân tố quyết định để Đảng ta hoạch định chủ trương, đường lối đúng đắn, lãnh đạo đất nước tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cả trên phương diện lý luận và thực tiễn đều chứng minh, cho đến nay, trên thế giới chỉ có chủ nghĩa Marx Lenin là học thuyết duy nhất bàn về tổng thể mục tiêu, con đường, lực lượng, biện pháp, cách thức để xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột và bất công trong xã hội nhằm mục đích nhân văn cao đẹp là giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội. Đây là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, một cái giai cấp mà nó đại diện cho một cái lực lượng sản xuất và cái phương thức sản xuất tiên tiến, là một cái giai cấp mà nó dựa trên cái số đông trong xã hội và đặc biệt đó là dựa trên cái chế độ sở hữu xã hội, hay người ta còn gọi là chế độ sở hữu công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. Nó mục tiêu cuối cùng là giải phóng con người thoát khỏi mọi sự áp bức bóc lột. Sự tự do của mọi người là điều kiện để phát triển tự do cho tất cả mọi người. Nó vì lợi ích chung cho cộng đồng, cho xã hội, chứ không phải vì lợi ích cho một cá nhân nào hay là một giai cấp nào. Cần phải khẳng định rằng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Marx Lenin là chân lý khoa học, bởi lẽ lý luận ấy không dựa vào nguyện vọng chủ quan và trí tưởng tượng mà được xây dựng trên cơ sở khoa học và cách mạng của chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. Marx nói là nhân loại nó tiến lên thông qua sự vận động phát triển của các hình thái kinh tế xã hội như một quá trình tự nhiên để lý giải. Và Marx cũng chỉ nói là nhân loại sẽ tiến đến chủ nghĩa cộng sản, chứ cũng chẳng ở đâu Marx nói là nhân loại chỉ tiến đến chủ nghĩa cộng sản đâu. Và cho dù có đến chủ nghĩa cộng sản thì với tư cách là một sự vật, chắc chắn nhân loại sau này sẽ còn tiếp tục tiến lên nữa. Marx lại chỉ ra là gì? Nhân loại không phải úp nơm lịch sử, nhiệm vụ lịch sử, mà nhân loại chỉ đề ra những nhiệm vụ lịch sử khi mà ngay trong hiện thực khách quan nó đã xuất hiện những cái tiền đề để cho người ta lựa chọn. Đời sống xã hội đương đại mặc dù có những diễn biến rất phức tạp, trải qua nhiều biến cố thăng trầm, nhưng sự vận động đó không nằm ngoài những dự báo của các Marx về quy luật phổ biến của lịch sử xã hội loài người. Giáo sư Francis Wynne, nhà khoa học người Anh, chuyên nghiên cứu về các Marx đã khẳng định, các Marx chưa bị chôn cất dưới đống đổ nát của bức tường Berlin. Các Marx đã tỏ ra là nhà tư tưởng có sức ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 21. Cứ mỗi một khi mà thế giới nó xảy ra những các cái chuyện khủng hoảng, từ khủng hoảng kinh tế, suy thoái kinh tế, đến môi trường, đến xã hội, đến tất cả các mặt, thì một điều là họ lại đều trở về và tìm đến các cái tác phẩm của chính Marx, Engels, Lenin để họ tìm, họ đọc. Và khi họ đọc thì họ lại tìm thấy được, tìm ra ở đấy những cái lời giải đáp cho họ trước những cái tình hình của cái thế giới và tìm cho họ một cái lối thoát. Đó là một sự thực. Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm định chân lý. Cho nên, học thuyết nào đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân,
thì học thuyết đó sẽ sống mãi bằng sự ra đời, tồn tại và cống hiến của chủ nghĩa Mác Lênin cho nhân loại đến ngày nay, là minh chứng cho sự đúng đắn, tính nhân văn và xứng đáng là học thuyết giải phóng thế giới, cải tạo thế giới. Đối với nhân loại, đối với thế giới, chủ nghĩa Mác Lênin đã cho thấy tính ưu việt và đúng đắn cho đến ngày nay. Đặt trong tình hình cụ thể của nhiều quốc gia, trong đó phải kể đến cả những nước tư bản chủ nghĩa, hệ tư tưởng đó vẫn có giá trị nhất định, giải quyết được những vướng mắc về đường lối, tính định hướng, là nền tảng và chỗ dựa tinh thần cho con người trên hành trình tìm đến sự tự do và hạnh phúc. Đối với Việt Nam, chủ nghĩa Mác Lênin là nguồn cội tạo nên tư tưởng Hồ Chí Minh bất diệt. Và chính chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta đắm chìm trong đêm trường nô lệ. Khát vọng yêu nước là không đủ để giúp nhân dân ta giành được độc lập, tìm thấy tự do hoàn toàn. Bước ngoặt lịch sử chỉ thật sự tới khi Nguyễn Ái Quốc tìm thấy ánh sáng từ chủ nghĩa Mác Lênin. Tất cả các cái phong trào yêu nước đều thất bại. Các cuộc khởi nghĩa thì bị dìm trong biển máu. Mà lúc đó, cái câu hỏi lớn nhất của Việt Nam là phải có câu trả lời cứu nước bằng con đường nào. Tức là khủng hoảng cái đường lối cứu nước. Khi Đảng ra đời, rõ ràng đất nước vẫn đang còn tăm tối. Nhưng mà đất nước đã có đường ra chứ. Nó đã có đường ra là vì đã có một chính đảng tiên phong với một lý luận tiên phong, đó là chủ nghĩa Mác Lênin soi đường cho cách mạng Việt Nam rồi. Hồ Chí Minh đã nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin và người đã khẳng định rằng muốn cứu nước, cứu dân thì không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản. Khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong chính cương văn tắt, sách lược văn tắt, điều lệ văn tắt, Đảng ta cũng đã khẳng định rất rõ cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Trải qua chiến tranh trường kỳ, đánh đuổi nhiều kẻ thù hung mạnh, dân tộc ta đã hoàn toàn độc lập, bước vào quá trình xây dựng đổi mới đất nước. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, giờ đây Việt Nam đã có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế. Đó là thành quả của quá trình kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Từng bước một cùng với tăng trưởng phát triển kinh tế, chúng ta thực hiện tiến bộ xã hội, an sinh xã hội. Thế giới cũng đánh giá rất cao và ghi nhận những cái nỗ lực cống hiến của Việt Nam, không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn là kinh nghiệm cho các cái nước khác trên thế giới nữa. Và cũng chính cái việc quan tâm đến người dân, an sinh xã hội của người dân thì xã hội là ổn định. Mà ổn định được là phát triển. Và cũng chính vì thế, với cái sự ổn định đấy, trong những năm vừa qua, suốt gần 40 năm đổi mới, các nước đều đánh giá rất cao cái môi trường chính trị ở Việt Nam rất ổn định để yên tâm đầu tư phát triển kinh tế. Chúng ta khiêm tốn nhưng mà chúng ta có quyền tự hào với những cái thành tựu vĩ đại của chúng ta, với cái ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh chứ. Chúng ta cũng không giáo điều để quan niệm chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống đã hoàn chỉnh hoàn toàn, đã khép kín, không quan niệm như vậy. Mà chúng ta luôn luôn tìm tòi, sáng tạo trên con đường đi của chúng ta. Và chính như vậy thì tôi nói cái sự nghiệp đổi mới của chúng ta nó mới có được cái thành công như thế chứ. Chủ nghĩa Mác Lênin là thành tựu nổi bật, vĩ đại của trí tuệ loài người về lý luận phát triển xã hội, là cơ sở khoa học để Đảng ta đề ra đường lối chính sách đổi mới, phát triển đất nước. Nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường như hiện nay. Đúng như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định, bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin. Vậy, chủ nghĩa Mác Lênin, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mang lại sự tiến bộ, phát triển như thế nào với tình hình cụ thể ở Việt Nam, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế? Đây sẽ là nội dung tiếp theo được phân tích trong chương trình Nhận diện tuần tới. Kính mời quý khán giả quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.